Ngon em ơi. Ngay đầu. Ngay đầu. Anh em. À, ngay đầu. Giờ sao lấy đây. Thôi xong. Chó dứt luôn anh em ơi. Ê, sao lấy mắc cười. Để coi lấy được tìm cách vô lấy. Để lấy được rồi quay cho anh em coi nha. Đây anh em ơi. Nãy giờ mới lôi hai mới kiếm được cái đường vô anh em ơi. Đây con cua đầu tiên nha. Chung là cũng không có lấy cực lắm đâu, tại nó dưới cái hàng rào. Dạ, dính dép. Rồi ok, tiếp tục anh em ơi. Có thằng cu đi. Trời ơi. Trời ơi, bà chị ơi. Hả? Dưới đây, dưới đây. Một con anh em ơi. Một con anh em ơi. Lão đại vừa hạ thu nè. Con kia vô nhà rồi. Ok, nó chui vô nhà rồi. Con nhảy vô đây. Ấy gì bay lên nè. Ấy. Dưới theo, dưới theo. Lũi, lũi rồi. Chụp luôn đi bác cường ơi. Bên này em vừa hạ em cu đó nha. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Quốc tràn nước vô khác mình. Không biết là mấy mấy bác gì đâu hết rồi. Kiếm đi. Sóc anh em ơi. Rồi. Bác Bảo vừa hạ một con sóc anh em ơi, rớt luôn rồi. Nó vẫn đang sống nha, vẫn đang sống nha. Bắn chết đi xuống dưới đất bạn chạy đó. Thôi đầu nó bắn đi. Bắn luôn. Trời ơi. Ôi. Ôi nó nay lên. Hết rồi, gớt rồi, gớt rồi, gớt rồi. Đu chết rồi, chết rồi. Đu rồi, chết rồi. Trời ơi, một tiền nữa. Lấy lấy lấy. Rồi xong. Rồi xong luôn. Mày ăn ké nha. Ăn ké được gì mà. Sao quay cho tôi coi. Đây anh em. Anh em lấy sóc nào không? Ôi, bắt tường rồi. Ôi, gì vậy? Đó, sóc đang nằm kìa anh em. Chết rồi, chết rồi. Đây nha, ai bắn? Hey, móc đi. Trời ơi, bỏ mà đúng không? Ai bắn thì móc luôn. Ừ, đúng rồi. Rồi hello anh em nha. Nằm mình móc đây. Hôm nay có mấy bác ở Sài Gòn xuống anh em thợ săn để đi săn sóc. Công của bác Nhật nha. Con của bác giật cao to nhất á. Đây. Bốn bác trên Sài Gòn. Đây là bác Nhất. Đây là Tony Nguyễn. Bác Bảo. Tôi sao mà móc? Sao anh? Có móc được không? Không không. Cái đuôi nó kia. Giúp cho nó quay quay cái con cua móc vậy. Giữ đưa móc ra nè. Đó. Nó nhìn nó bự hơn sân xuống nhỏ kéo, rồi. Kéo cho thẳng cái... Bắt cứ bình tĩnh cứ kệ đi ai bắn được người ấy kệ được. Được không? To nó làm điếu thuốc. Ok. Cứ lấy đi. Ok. Làm rồi nó chạy vô đủ ra đấy. Đây là công của bác Nhất. Công của bác Nhất là hàng đầu đấy. Mà người xoay này đâu cứ đổ mồ hôi ra nè. Ra đây cái quất. Ngon nành cành đào. Sao cái móc này mình móc nó không dính bà con ơi. Thôi đi đừng đổ thừa.
Đây nè anh lòn vô đây nè. Anh lòn vô đây nè. Móc đi móc sóc biết bao nhiêu mà. Là móc biết bao nhiêu con sóc rồi. Bao nhiêu con sóc ra móc rồi, không ra là sao? Đừng ngu nào chưa? Dừng ơi, nhìn kìa. Ê nhìn kìa. À, người con dạ. Đấy, ghê chưa? Ghê thiệt chứ. Ừ. Dạ. Tất nhiên đang nghe đúng rồi. Bởi vậy. Lát lưỡi chai nước suối. Ôi, chưa. Lát lưỡi chai nước suối. Chưa. Ôi, thì nằm lông cất thứ thì qua người anh thôi. Ở toàn làm lại toàn hết thời gian. Dạ, dạ. Không có mắt này nó chim nằm gì đó đâu. Em canh gì vô giật một phát cái mảnh chứ ra ngoài đây luôn. Nhưng mà ấy, em thấy là về nuôi được tết. Dạ. Cái con này nè, bác là cực nhất. Bác thế nhưng mà con người ngoài vương có dịch được đâu mà đấy. Ngồi mát mát. Hay ra rồi nha anh em nha. Ừ giờ lại không ra chứ. Ôi. Anh bảo đây nè, cầu bự á. Toàn nó khèo nè. Ngay đây mà sao chịu nổi được. Ngay tim, ngay tim. Ủa cái con này quá bự. Được cái nào con bướm đấy. Được. Một đồ này nó kẹp bác quay không con lè coi. Ghê nhỉ? Con đầu tiên nha anh em nha. Rồi anh em dõi theo hành trình của anh em mình nha. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rớt rớt. Dí đạp ra dí. Ui, xét quần rồi anh em ơi. Không phát rồi. Cái hàng rào rồi. Cái ra đi bác, bác con nhức bác đi. Ra mà con ra mà chặn chỗ đừng có ra cái trạm thôi nè. Đừng bắn nữa nó chạy qua đây. Ta tới đây nè, tới đây nè. Đây. Đây đem. Bắn ra đi. Rồi đem. Nó ngưng rồi đó. Đi chết mẹ nhảy qua bên kia luôn rồi. Rồi. Nó xuống đây. Bắn ra đây. Tiếp tục sóc anh em ơi. Lên kìa. Đây. Trời ơi cây không. Con này sống gì nổi nữa. Ủa con này nó yếu rồi. Lũng bụng rồi. Lũng bụng rồi bà. Ui cao quá. Bắn hồi nát sóc luôn. Chết. Ủa. Ngay đầu ấy. Chết ngắt rồi. Chưa. Bắt được đâu. Bắt được đâu. Đó. Chết ngắt rồi. Ấy da. Ôi trời ơi. Đây. Ai? Wow. Con sóc này đúng mình dí đó. Đầu tiên là quốc cái nè. Ồ bự anh em. Cuối cùng cũng đã lượm rồi anh em ạ. Đây. Đây bác dứt viên vô đâu mà thấy máu chảy vô bụng mà. Máu tùm lum luôn nha. Dã man thôi. Giờ nó có nước á. Đây này viên sau này mình bắn vào tai này. Còn cái viên đầu tiên á, ngay tai luôn. Nó mà cái gì đâu nhớ kì bây giờ là bắn bắn viên đầu tiên nó yếu rồi chân ta nè cái giò này không hả bắn là cái giò bắn nói chung là hôm nay mình đây con thứ hai nha anh em mà mình cũng có rồi em chưa có con thứ hai nha chưa bắn được phát nào cả đây nha anh em con mình trèo vô nha hôm nay hai anh em cứ trèo vô thôi à bởi vậy á rồi tiếp tục anh em ơi. Đâu? Đây bốn cao thủ đang dàn hàng ngang để giết con sóc nha anh em. Và hình như là đã rớt rồi phải. Rớt rồi. Con sóc hả? Hai viên luôn. Rớt ngủ chưa? Cái mình nhìn thấy nhưng mà thôi mình nhìn được bắt cốt mắng. Ai. Mình tới trễ quá, mình đi móc thôi anh em ơi. Có bắt cuốn là bắn là vào chân nó. Hả? Viên sâu mình ha. Thôi bớt đi. Nghe cái phát tài luôn là nó ngoài đó luôn. Đây nhiều cây phát tài lắm. Đó cái phát tài đó, thẳng vô em cho em thẳng vô. Quá trời phát tài. Trời ơi, ủa mát. Đây nó xa lắm, chỗ này nó xa nó vô được.
Đâu? À đây rồi. Đây anh em ơi. Đây. Mình tới trễ quá, mình không có làm gì được cho nên mình đi câu đó thôi. Ơ à, thôi. Rớt xuống đây rồi nè. Wow, cuối cùng cũng móc được nó ra rồi. À đây anh em ơi. À viên đầu tiên bác Tuấn bắn đúng ngay lưng này, đúng không ta? Ngay đầu ấy chứ. Ngay đầu luôn. Ngay đầu. Viên sau em bắn ngay lưng. Rẽ súng lưng mà ghê không? Ghê thì chứ. Súc tơ. Viên ăn ké của mình vẫn nguy hiểm nhất. Ăn chực. Súc tơ nha. Kề thật chứ hôm nay. Đây nè. Toán phải nói ăn chắc ăn ké nghe mà. Rồi con thứ ba anh em ơi. Rồi tiếp tục nha. Rồi tiếp tục. Let's go. Nên nào. Con nào cũng như con này khỏe chứ. Rồi hello anh em nha. Anh em mình về tới nhà rồi. Hôm nay do các bác lên đi công việc á anh em. Đến 9 giờ mới lên tới đây. Cho nên là chỉ được ba ăn sóc với mấy anh chị em thôi, anh em mình chỉ tranh thủ đi 2 tiếng đồng hồ thôi nha. Rồi về làm nướng lên anh em ngồi hàn huyên tâm sự trong tem một bữa. Tại lâu quá tem mới tụ họp á anh em. Rồi video tới đây cũng kết thúc. Anh em thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Rồi hẹn anh em ở những video tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn anh em ở những video tiếp theo.